kênh Phủ Biến Pháp Luật xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị và các bạn chủ đề liên quan đến bảo hiểm y tế. Đây cũng là chủ đề được rất nhiều người quan tâm và thường xuyên va chạm hàng ngày trong cuộc sống, không kém gì chủ đề về giao thông. Do vậy, kênh Phổ biến Pháp Luật sẽ biên tập một số video làm rõ các vướng mắc thường gặp khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh, đặc biệt là các vướng mắc trong quá trình thanh toán viện phí. Thưa các bạn, nói về thẻ bảo hiểm y tế, chắc hẳn hầu như ai cũng biết, nhưng trên thẻ bảo hiểm y tế có một dòng chữ rất quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người có tên trong thẻ. Và đặc biệt, ý nghĩa của dòng chữ đó là gì, được sử dụng trong trường hợp nào thì không phải ai cũng để ý và hiểu rõ. Đây nhé, các bạn chú ý này. Ở phía mặt trước, gần phía cuối của thẻ bảo hiểm y tế, sau dòng chữ thời hạn sử dụng, thì có một dòng chữ phía bên dưới ghi như sau: thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày. Đấy, thế như vậy là chúng ta hiểu ý nghĩa dòng chữ này như thế nào. Thưa các bạn, là khi trên thẻ bảo hiểm y tế có dòng chữ này thì chúng ta nhìn xem cái thời điểm đủ 5 năm liên tục là từ ngày nào, thì có nghĩa là đến ngày đó người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế đã đóng đủ 5 năm liên tục và sẽ được hưởng một số quyền lợi, là được bệnh viện chi trả 100% viện phí khi khám chữa bệnh. Chúng tôi lấy ngay ví dụ cụ thể trên chiếc thẻ bảo hiểm y tế này có cái dòng chữ là thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Thế nên như vậy là theo cái thẻ này chúng ta hiểu được rằng đến ngày 1 tháng 1 năm 2015 chủ của cái thẻ bảo hiểm y tế này đã đóng được bảo hiểm y tế là 5 năm liên tục. Và kể từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2015, chủ thẻ bảo hiểm y tế này sẽ được hưởng cái quyền lợi đặc biệt theo quy định nêu trên. Theo điều 22, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế ban hành năm 2014 có nêu: người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến. Đấy, thưa các bạn, như vậy là để được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định vừa nêu trên ấy, thì người có thẻ bảo hiểm y tế phải có hai điều kiện. Thì điều kiện thứ nhất mà chúng tôi đã nêu ở trên là phải có 5 năm liên tục đóng bảo hiểm. Ngoài cái điều kiện này ra thì phải có thêm một cái điều kiện thứ hai, đó là phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, và cụ thể nhân lên là lớn hơn 6.900.000 đồng. Để làm rõ thêm, chúng tôi ví dụ như sau. Chúng ta vẫn lấy cái ví dụ về cái người có thẻ bảo hiểm y tế mà có dòng chữ đủ 5 năm vừa nêu ở trên, thì được tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Như vậy là chẳng hạn trong cái tháng 2 năm 2015 mà người này có đi khám chữa bệnh một lần, mà trong cái lần đó thì bảo hiểm y tế chỉ thanh toán một phần và số tiền còn lại người này phải thanh toán thêm là 7 triệu đồng. Thì cái phần thanh toán thêm 7 triệu đồng này thì người ta gọi là phần đồng chi trả. Đấy. Thế và số tiền đồng chi trả này là của cái người này là đã lớn hơn 6 triệu 9. Do vậy là người này đã đủ hai điều kiện để được hưởng cái 100% tiền viện phí. Và kể từ lần khám bệnh lần sau thì người này sẽ được hưởng 100% tiền viện phí theo cái quy định tại cái điều 22 vừa nêu ở trên. Quý vị các bạn lưu ý, cái mức hưởng 100% này thì cũng chỉ áp dụng trong một năm thôi. Nếu mà sang năm sau mà muốn được hưởng tiếp cái tỷ lệ 100% cái tiền viện phí này thì vẫn phải có thêm một điều kiện về mức đồng chi trả là lớn hơn 6 triệu 9. Thưa các bạn, như vậy là phần trên chúng tôi đã trình bày với quý vị các bạn cái nội dung đầu tiên trong cái chủ đề về bảo hiểm y tế. Xung quanh cái chủ đề bảo hiểm y tế thì chúng tôi thấy rằng còn rất nhiều cái vướng mắc khác, như là các cái thủ tục thanh toán về trái tuyến này, rồi thanh toán đối với chế độ thai sản, thế rồi thanh toán mà khi mà đang điều trị viện phí, đang điều trị nội trú nhưng mà hết cái thời hạn ghi trong cái thẻ bảo hiểm y tế thì làm thế nào, vân vân. Thì tất cả những nội dung mà tiếp theo chúng tôi sẽ đăng tải trong cái thời gian tới. Kính mong quý vị các bạn chú ý và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.